Em chờ anh có lâu lắm không? Em tưởng anh xếp quần áo xong rồi, ngày mai anh đi thẳng ra phi trường luôn, chứ không có gặp em nữa. Sao em lại nghĩ như vậy? Sáng mai này anh sẽ từ giã quê. Sâu nặng bằng non mà đời anh đã vương mang, rồi mai đây nơi phương trời xứ lạ còn biết bao nhiêu thử thách đang chờ, tìm đâu thấy được bến bờ. Chuyện thân trầm của một kiếp nhân sinh lắm đau buồn và cũng sông mới rỡ ràng, nhưng tim anh còn hằn sâu bao kỷ niệm, làm sao có thể nguôi qua. Anh sẽ ra đi vì đã chấp nhận cho mình một tương lai tươi sáng, thì chuyện xa nhau xin anh đừng vương vấn cho phút chia ly thêm đẫm lệ thương sâu. Xin anh hãy quên đi người con gái năm nào, quên tiếng yêu thương còn dư hơi ấm, quên kỷ niệm thuở ban đầu hai đứa vừa quen. Này nơi xứ lạ miền xa, anh sẽ làm quen với nếp sống rộn ràng, bên cạnh có một nàng con gái đẹp như tiên, xe lớn nhà cao vui cuộc đời sang cả. Trời ơi, anh đang buồn muốn chết à, em cứ móc ngoéo anh hoài à. Em nói thiệt chứ bộ, em có móc méo gì anh đâu. Hãy hứa với anh dù chỉ một lời thôi, dù cách biết nhau xin em gắng đợi chờ, để anh bước đi trong niềm tin vững bền, một ngày không xa ta về chung lối xưa. Nhận khổ đau nào biết được đó, sống sau mấy nhịp cầu làm thân con gái mong mơ mối duyên đầu, giờ xa cách nhau. Ôi buồn lắm sao. Hãy khóc đi em, cho anh hứng trọn giọt buồn trong tim. Rồi mai này lìa xa, tim anh luôn ghi khắc bóng hình người yêu bé nhỏ dịu hiền. Trong năm dài người ơi biết chăng, nơi chốn xưa có em luôn hoài trông. Bóng con tàu rời xa cố hương, nước mắt anh nghe chát cay bờ môi. Nhưng anh phải đành cam dứt áo ra đi khi lửa yêu đương đang bừng cháy trong tim ấm em từng hơi thở. Chiêu từng kỷ niệm và hình bóng quê hương luôn in đậm mãi trong
Lời mẹ ru em trong giấc ngủ say nồng, nhớ tuổi âu thơ sớm chiều hai bụi, cắp sách đến trường trên con đường nhỏ thân quen. Ngập ngừng anh trước em sao, mưa xa gió lạnh ta nào quản chi. Thì dù đôi ngã chia phôi, mai anh trở lại lứa đôi xung vầy. Lòng chẳng xa, đất trời minh chứng đôi ta, duyên sẽ đậm đà dù cách núi ngàn sông. Thôi lau nước mắt đi rồi ra đây nói chuyện tí được không? Công nhận là Phi Nhung diễn quá hay phải không quý vị? Tập giật bao nhiêu lần mà cứ đúng cái nhịp đó là nước mắt tự động rơi. Trước hết phải hỏi, xin giới thiệu với quý vị nhạc phẩm Tân Cổ Giao Duyên vừa rồi có tựa đề là Ngày Tiễn Đưa, và tác giả không ai khác hơn là nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Vậy thì câu hỏi đầu tiên Kỳ Duyên phải hỏi Mạnh Quỳnh là tác giả, thì tại sao Mạnh Quỳnh lại viết lên cái bài này, và ở trong đó có một cái ngụ ý gì không? Trước hết, trước khi trả lời câu hỏi của Kỳ Duyên, thì Mạnh Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị có mặt buổi tối hôm nay. Mạnh Quỳnh cũng xin thật là nhanh, xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Thúy Nga Paris đã tạo điều kiện cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung gắn bó với Thúy Nga Paris cũng gần 20 năm qua, và đặc biệt là đã tạo điều kiện cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung làm sống lại nền bộ môn Tân Cổ Giao Duyên tại hải ngoại. Lần nữa, mình chúc cho Trung tâm Thúy Nga lúc nào cũng thật vững mạnh và ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Trở lại câu hỏi của Kỳ Duyên, nhạc phẩm vừa rồi là một sự cải cách rất là lớn của Mạnh Quỳnh đã ấp ủ bấy lâu năm nay. Thì quý vị biết là những quý vị nào thích Tân Cổ Giao Duyên thì quý vị đã biết đó là Tân Cổ là kết hợp giữa lại tân nhạc và cổ nhạc với nhau. Nhưng mà thường thường thì quý vị chỉ nghe hát những đoạn Tân Cổ thường thôi, những đoạn cổ nhạc thường thôi, và những bài lý trong cái cải lương kết hợp với tân nhạc. Nhưng mà hôm nay Mạnh Quỳnh cải cách một chút xíu, Mạnh Quỳnh đem một bài bản lớn, đó là bài Ngựa Ô Nam. Và quý vị nghe bắt đầu từ bài hát câu đầu tiên Mạnh Quỳnh hát vô, đó là thường thường thì Mạnh Quỳnh chưa thấy ai trong cái tác giả Tân Cổ Giao Duyên mà viết cái thể loại như thế này. Và đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh kết hợp lại, mà chỉ trong vòng 7 phút thôi mà quý vị đã nghe được và xem được một bài bản lớn trong cổ nhạc, hai câu giọng cổ, hai đoạn nhạc Mạnh Quỳnh viết trong lòng bài cổ nhạc, đó là để cho nó một cái gì đó mới lạ trong bộ môn nghệ thuật cải lương của chúng ta. Và còn cái cốt truyện là nói về một người ở Việt Nam tiễn một người yêu đi ra ngoại quốc nữa, cũng có một cái ý nghĩa ở trong đó mà phải không? Đúng rồi. Phi Nhung biết cầm đây nói chi nữa. Em biết tại sao? Tại sao? Tại vì Quỳnh thấy đó gọi là sửa lưng đó. Tại vì Quỳnh thấy Phi Nhung ở Việt Nam nhiều quá, xong rồi Quỳnh muốn qua Mỹ sớm trước để cho Nhung chạy qua theo Quỳnh như vậy. Bậy không? Em nghĩ vậy đúng không? Quý vị nghe có hiểu đúng không? Tại vì một người Việt Nam ở, một người phụ nữ ở tại Việt Nam này bỏ đi qua Mỹ trước, thì dĩ nhiên trước rồi bắt đầu làm việc rồi bắt đầu mới về Việt Nam cưới em. Thì tại thấy Phi Nhung ở Việt Nam nhiều thì giờ Quỳnh về Quỳnh làm như vậy để cưới Phi Nhung qua. Cũng có lý, cũng có lý. Đúng rồi đó, chị cũng nói đúng nữa.
Thật là nhanh, cái này là cốt truyện rất là đơn giản, đó là hai người yêu nhau từ thời nhỏ, học trung trường lúc còn ở dưới quê, sau khi lớn lên đi Sài Gòn đi học cũng đi học chung, và sau đó anh này đi ra nước ngoài để học, đi du học hoặc là đi lập nghiệp, và cô ta vì gia đình cho nên phải ở lại, cho nên trước khi ngày đưa tiễn thì anh ta có hứa là sẽ trở về, nhưng mà cô này là trách móc, nào là mai mốt anh bên bển là nhà cao xe lớn rồi có bên cạnh cô gái đẹp, nhắc tới cô gái đẹp nãy nhéo chạy nè. Lúc nào là hát Dung cũng bị ăn đòn. Thế thì phải như vậy chứ làm sao, cho Quỳnh nhớ không? Ok thôi, không có thời gian gì được. Phải nói là rất khâm phục cái tài diễn xuất và nhập vai của Phi Nhung. Ở ngoài đời thì lúc nào cũng cười hết, nhưng mà lên khi cần rơi nước mắt thì rơi nước mắt liền. Vậy bây giờ chị hỏi em là đổi đề tài một tí, là trong tất cả những cái cuốn mà em đã góp mặt trong Paris by Night thì em có cái kỷ niệm nào hay cái màn nào mà em nhớ nhiều nhất? Em nhớ nhất là cái năm mà em với Mạnh Quỳnh đi Pháp trình diễn, đi Paris trình diễn cho Thúy Nga, thì có một khúc, có một đoạn chú Ngạn phỏng vấn em với Mạnh Quỳnh, thì đó là cái phỏng vấn, và em trong cái thời gian đó em với Mạnh Quỳnh đang quay cái phim cải lương Hải Âu Phi Sứ, thì có một cái đoạn là Mạnh Quỳnh dối trá em. Nói mà Mạnh Quỳnh nói là em không phải là bồ của Mạnh Quỳnh, rồi thì em tức quá em mới tát Mạnh Quỳnh, thì chú Ngạn nói đâu bây giờ con làm lại được không. Con làm, thì con cứ tưởng, em cứ nghĩ là thì dĩ nhiên rồi, là làm thì mình phải diễn cho thật, phải không? Thì em mới kêu Quỳnh diễn trước đi, xong rồi Quỳnh mới diễn, nói là tôi không phải là người yêu của cô, xong em mới nói là đồ khốn nạn, thế là ông bung cái miệng nó lại, xong rồi em cũng bình thường, em ngây thơ lắm, vô tình đánh trúng miệng thật. Dạ, em không tát là nó tát lên mặt luôn, thì em tát cái vết một cái vậy đó. Sau ông cũng nước yêu ông về nè, xong cho em cũng vẫn diễn xong, em cho diễn xong rồi ông vô trong, ông nói với em chứ bà đã sao mà bà đánh mạnh quá vậy, tôi mẻ răng rồi. Hàng chi cười bên này thấy rõ ràng là thiếu một cái răng. Em nói thì sao, lúc đó không nói đi, trời ơi, em hết hồn lại. Đó là cái kỷ niệm mà em nhớ. Từ lúc đó mình đang quay trực tiếp, mà lúc đang quay Paris by Night, thành thử cho dù có đau có mấy mình Quỳnh cũng phải ráng chịu đựng, nhưng mà lúc mà vừa dứt xong cái chạy vô một cái là bả lật được, bả chạy theo, bả nói chết rồi, anh nãy tôi đánh ông mạnh quá phải không, cái xong nói mẻ cái răng mẹ nó rồi. Đúng là hy sinh vì nghệ thuật.